Vâng, em xin chào các bác. Các bác đã trở lại kênh Sống Quý Bonsai. Hôm nay em lại tiến hành đi khai thác sung ở mép bờ ao. Em quay gần cho các bác xem cái bãi sung này. Có mỗi mình lăn lộn từ trưa đến giờ đây. Từ 1:30 đến giờ đến 3 giờ kém. Rồi cái cây này lại giá cái này. Cái ổi này mọc giáp vào cây sung nên là rất khó đào. Đây là cây cây ổi các bạn. Còn miếng ngoài kia là cây sung. Cây cây này thì hôm đâu em đã cắt cái thân của nó đi thì em chỉ để mỗi cái bẹ thôi. Đây, các bác ơi, cái mé bờ ao, cái mé bờ ao thì tí em mới vật ra mới biết được, cắt đi nuôi lại từ đầu, bẹ to lắm thế này, khi vật ra kêu người khinh, to lắm. Đấy, mặt bên đây, em quay mặt bên đây cho các bác xem. Được cái chỗ này nó không có cái gì nó cản trở, đào bới tuyết loè loè này. Giả muốn này cái cây ổi kia nó mọc ở giáp cái sung, còn má bên đây này. Dễ nó chằn các bạn, chằn nó gồng kinh khủng luôn đấy. Tí đánh bung nó ra tách cái ổi mất đi đấy, mỗi cái bẹ sung này. Lắm gần đó rồi các bạn. Đánh tiếng rẫy mà phải mang đi mua diều đi đi chặt thì các bạn này ấy ra vấn đề này. Bạn này của nó chắc tí phải vật ra thì theo em tí vật ra úp ngược lại nộn dáng. Giờ đứng úp lằm xuống. Kinh khủng quá.
Vâng, cái mẹ sung là em đã vật đó ra mà em lôi lên đường em cắt. Quay dần cho các bác ngắm. Sau này là em trồng đúng như kiểu này đây, em đã đặt sẵn rồi, định hình rồi. Và cái cành dưới kia là làm cành làm tay phóng nha, còn cái ngọn kia là làm thân trực trực hoành. Bẹ sung này thì nó mọc ở trên cái bờ tường xây bờ ao, nó bám vào bờ tường xây nó lên vẹt hết ra bằng gồng, nó gồng kinh người. Bác đây, đây là cái rễ này em đặt tay nó gồng thế này, móng dính 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 như tờ giấy. Ôm gạch, sung ôm gạch này trồng làm gì nấp đất lên đây rồi đó. Để chặt cái bệ này ra. Đây là cái rễ nó chạy ra tận đây nữa. Đây là đào 2 tiếng rưỡi mới xong. Thì cái này em đã để ý lâu rồi, em cắt hết cái ngọn đi, em chỉ để lấy mỗi cái bẹ rồi. Lấy bẹ nuôi lại. Cái sung là nuôi nó cũng nhanh các bác. Cái cơ bản là chân móng bẹ của nó thôi. Còn tay cành nuôi một thời gian là nó theo ý muốn của mình, mềm mại hơn. Cành thở rất nhiều. Dữ liệu làm dễ dễ làm cái phô sung này, dữ liệu rất nhiều quá. Em trồng thì đất lên đây thôi, chặt cái thân hoành ra, chân trực này sau này đây này nằm ngọn này. Tay này nằm tay bay ra đây, che cái khoảng này, này che bằng màng nhỏ nhỏ, còn bên đây chạy ra đây, bắt có ngọn lên đây cao đúng đúng này rồi. Cây này nó tầm 90 phân trở lại. Nó rất kinh khủng. Thôi video của em đến đây tạm dừng, em chào và tạm biệt các bác. Hẹn là các bác những video tiếp theo. Chào và